Nguyễn Văn Tòa, công tác tại công ty cổ phần phát triển cây đa thực vật và thực phẩm Tây Nguyên. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho bà con cách tỉa cây đàn hương. Khi cây đàn hương phát triển, cây đàn hương này đã trồng được 3 tháng tuổi này. Thì cây đàn hương này đang phát triển sang một cái cành lớn thân chính này, cành rất là to hơn cả thân chính này. Nếu ta không cắt bỏ cái cành này, thì thân này sẽ nhỏ đi và cái cành này sẽ phát triển mạnh hơn và nó sẽ làm cho cây đàn hương cũng là phát triển không theo cái hướng thẳng đứng, nên là ta phải kéo cắt bỏ. Đây bà con nhìn nha. Đây. Ta sẽ cắt bỏ. Đó. Như vậy. Đây, còn cành đây nữa. Cành này cũng vậy. Cành này mà ta không cắt tỉa bỏ thì ít ngày nữa cũng sẽ to hơn cái thân chính này. Nên ta cắt bỏ. Những cái cành này thì bà con ta cũng nên tận dụng để làm trà. Đấy, hai lá một tôm chẳng hạn, này là ta làm trà bút. Thế còn lại vứt cái phần này ta sẽ làm được trà lá. Ngon. Yeah.